Hello, em xin kính chào toàn thể các bác, các anh đến với kênh YouTube Dao Phúc Sen HD chuẩn dao Cao Bằng. Đến với kênh của em, các bác sẽ lựa chọn được những mẫu dao chất lượng nhất, ưng ý nhất, hài lòng nhất và đặc biệt giá cả luôn là bình dân nhất để mỗi bác có thể sử dụng được cho mình một con dao yêu thích. Đặc biệt thì video hôm nay em lên cho các bác có 3 con dao mèo, 2 con dao mèo và 1 con dao chọc tiết em không đánh dấu là hàng khuyến mãi các bác nhé. Giá cả thì luôn luôn là tối thiểu nhất rồi, thì các bác cứ săn đón thôi. Đối với những cái mẫu hàng em lên giảm giá nhá, em nhấn mạnh lại cho các bác là chất lượng nó đều uy tín ngang hàng em bán bình thường. Chỉ là mỗi hôm em sẽ lựa chọn ra những cái con hàng để đem lại cho các bác gọi là sự tri ân. Đấy. Đến với cái mẫu dao số 1 thì em lên cho các bác những mẫu dao găm. Hàng nhà em chạy số lượng rất nhiều trong thời gian gần đây, em không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Mà bác nào đã nhận được hàng thì hãy gửi lại tin nhắn cho bên em hoặc comment phía dưới bên video này xem cái độ hài lòng của các bác đến đâu nhé. Thì đầu tiên thì là một cái mẫu dao găm này, lưỡi dài 12cm, độ rộng ở phần bụng rơi vào 2,5cm các bác nhé. Độ dày sống lưng rơi vào 3,5 đến 4 ly. Con này bao cho các bác là mang đi rừng, đi phượt, đi câu, đi cắm trại, đi picnic rất hợp lý luôn. Các bác có thể làm cá, chặt gà vịt hạng nhẹ, thái thịt để làm thịt nướng, hoặc là đào hố vót trông khi các bác đi câu cá các bác nhé. Hệ dao găm là một hệ cực kỳ đa năng luôn các bác nhé. Đảm bảo nhỏ, gọn, cơ động cực kỳ tốt luôn. Đấy. Với mẫu số 2 cũng là một hệ dao găm nhưng mà nó sẽ lưỡi nó sẽ nhỏ hơn một chút các bác nhé. Cái lưỡi nó sẽ ngắn hơn, rơi vào khoảng 11cm thôi. Độ lưỡi thì nó có phần cong để sao mà có khi mà các bác sử dụng ấy, để vót cây vót củi thì con này sẽ đảm bảo tốt chức năng đấy cho các bác nhé. Ngoài ra cái việc lọc và làm cá này, cái việc lọc thịt khi các bác đi phượt đi picnic này, hoặc là tách chỉ thái miếng thịt bò thì nó cũng đều đáp ứng cho các bác. Hiện tại thì bên em có chạy cái mẫu da cho các bác mang đi để ba lô hoặc là túi sách thì an toàn thuận tiện. Cái ba da này thì bên em cũng chỉ là đáp ứng cái nhu cầu của bác thôi, nên là em sẽ nhập về cái nhà xưởng sản xuất ở tận trong thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì là mỗi cái bao da thì em sẽ xin các bác là 100.000 các bác nhé. Bác nào mà có nhu cầu đặt thêm cái bao da với cái lưỡi dao găm thì cứ báo bên xưởng, thì bên xưởng sẽ gửi cho bác một cái bao da như vậy để làm sao đảm bảo cái an toàn khi các bác sử dụng và độ cơ động của nó tốt, linh hoạt khi mình bao vào bao lô thì nó sẽ tốt hơn. Đến với cái dòng con số 3 của mẫu số 1, nó là hệ dao găm nhưng mà con này bầu hơn các bác nhé. Cái lưỡi nó sẽ rộng hơn, rơi khoảng 3cm và độ dài của lưỡi rơi vào khoảng 13,5cm các bác nhé. Con này thì đánh chống nhám luôn. Độ dày sống lưng cũng vậy, tương tự rơi vào 4 ly, đánh chống nhám hai mặt. Con này thì cái cán vô cùng là đẹp rồi. Con này thì nhiều bác thì hay gọi điện và đặt hàng nói là con mèo mini, nhưng bên em đang gọi nó là hệ dao găm. Con mèo thì nó hơi truyền thống, còn dao găm thì nó hiện đại hơn. Mẫu số 1 em báo là 250.000 các bác nhé, mỗi con 250.000. Còn qua mẫu số 2 nó mà là một dòng Tanto. Cái dòng Tanto này thì dạo này bên em mới chạy số lượng thôi. Em sẽ không nói nó là bản truyền thống mà nó hơi hiện đại một chút, nhưng nó cũng sẽ pha một chút truyền thống của ngày xưa. Các bác để ý cho em những cái dao ngày xưa trung cổ ấy thì nó sẽ là hệ dạng Tanto như vậy các bác nhá. Tuy nhiên là bây giờ mình cách tân hơn một chút thì con này em mài trắng hai mặt và có sử dụng lá chắn đồng vàng. Cái lưỡi dao thì làm sắc bén thì em cũng không cần phải quảng cáo nhiều rồi, thì có cả vỏ như vậy đảm bảo cho các bác vừa treo phong thủy tốt nhá các bác. Lưu ý cho em con này treo phong thủy cực kỳ đẹp này. Các bác mang đi rừng, đi phượt, đi câu thì con này bảo ba lô rất là tốt, mà đi rừng thì nhỏ gọn. Đảm bảo các chức năng cho các bác là chặt được cây củi nhẹ nhàng và chặt gà, vịt, chặt cá, làm cá các bác nhé. Con này em báo với các bác giá là 530.000. Cả vỏ á, vỏ bằng cầm chỉ, cán cầm chỉ và cán là cán ốp luôn các bác nhá. Các bác quan sát kỹ lại hộ em. Đấy. Thực ra cái giá cả của nó thì chúng ta không đến nói nhiều, quan trọng mình nói đến cái chất lượng của sản phẩm đúng không ạ? Còn đến mẫu số 3 thì em gửi tới các bác là một con dao mèo truyền thống, lưỡi dài 30 và con này đánh chống nhám hai mặt. Các bác nhé, con này đánh chống nhám hai mặt cực kỳ đẹp, nói về mặt phong thủy. Còn nói về cái cán, ai cũng muốn là bớt chút thời gian này. Cái thời gian làm một cái cán này có thể làm được hai cái cán kia. Nhưng thợ em vẫn miệt mài, tỉ mỉ để chăm chút cái cán của nó, các bác chú ý thôi. Cái cán vót từng đường cong, để làm sao cho các bác khi cầm chắc êm tay mà cho vào cái lưỡi, cả cái vỏ và cái cán dao thì đều rất là đẹp.
Nó tạo nên sự hài hòa, thống nhất. Giá trị của một con dao, nó phụ thuộc cái lưỡi là chất lượng cốt lõi. Còn cái cán và cái vỏ là cái chất lượng đi kèm. Nó tạo nên cái chất lượng con dao có cao lên hay không, tuyệt vời được hay không, nó phụ thuộc vào cái cán và cả cái vỏ dao nữa, đúng không ạ? Và chất lượng và cái giá trị của người dùng cũng tương xứng với những cái gì mà em đem lại cho các bác ngày hôm nay. Đấy, với mẫu này em bán cho bác chỉ với cái giá là 630.000 thôi mà sở hữu một con dao mèo. Quá là tuyệt vời và đỉnh cao như vậy. Em không quá là tự tin, nhưng mà thực sự nói về dòng chất lượng làm thủ công thì với em như thế là đã so với những cái mặt hàng trên thị trường, thì với em thì em cảm thấy là ổn áp. Đấy là cách nhìn khách quan của riêng em thôi. Đấy, nếu mà các bác mà có những cái suy nghĩ khác thì các bác bình luận ở phía dưới video để em cùng được chia sẻ và nắm bắt các bác nhé. Con này cũng hệ một hệ dao parang cách tân một chút các bác nhé. Con này sẽ vót chéo ở lưỡi này. Các bác chú ý cái cán của em. Vót như vậy thì các bác đã thấy đẹp chưa ạ? Vót như vậy thì đã chắc chắn chưa ạ? Và vót như vậy đã đảm bảo được cái độ đẹp của một cái cán chưa ạ? Đấy. Con này vẫn đánh chống nhám cho các bác nhé. Vỏ cẩm chỉ và cán bằng cán gỗ cẩm chỉ. Nói đến dòng cẩm chỉ là một hệ dòng gỗ hiếm rồi, đúng không ạ? Hiếm, sang, đẹp. Quái vân thì của cái cẩm chỉ vô cùng là tuyệt vời rồi. Con này mà các bác mang về treo phong thủy thì hợp lý. Nếu các bác mang đi dùng, đảm bảo cho các bác tất cả mọi chức năng. Chặt, phát, làm chân giò, làm thủ lợn, chặt cây, chặt củi, vót trông, băm, thái. Em bao cho các bác tất cả những cái chức năng đấy luôn các bác nhé. Còn nói về cái lưỡi dao, em khẳng định cho các bác, bảo hành lưỡi 1 năm. Nếu lưỡi có vấn đề về lưỡi do nhà sản xuất, 1 đổi 1 và tặng thêm một con dao luôn ạ. Đấy, em khẳng định với các bác như vậy. Còn về những cái thắc mắc của các bác thì các bác cứ bình luận ở phía dưới video thì bên em sẽ trả lời các bác đầy đủ các bác nhé. Đến với mẫu số 5, em gửi cho các bác là một mẫu dao mèo phong thủy cán mun và vỏ cũng là vỏ gỗ mun sừng các bác nhé. Đối với các bác trung tuổi, em thấy các bác rất ưng với hệ mun sừng như vậy đó. Mun sừng thì là nó toát lên một cái màu đen sang. Nó không quá là tươi trẻ như là cái màu của gỗ cẩm chỉ, sáng như màu gỗ cẩm chỉ. Nhưng mà thực sự cái màu đen của gỗ mun mà kết hợp với cái lá chắn đồng vàng, nó rất đẹp và rất sang luôn, các bác quan sát kỹ của em. Còn về cái giá cả như là các bác đã nói rồi, khi mà em đã độ thêm cho nó, em nói là độ như các bác là độ xe ấy. Nếu mà các bác không độ thêm đèn hoặc độ thêm cam đúng không ạ, thì là xe của bác vẫn ngon lành như vậy. Nhưng nếu các bác độ thêm thì nó sẽ sang và xịn hơn, và đồng thời là cái giá cả của nó cũng sẽ nhích lên một chút, đúng không ạ? Đấy, tương tự với con dao của em như vậy. Con dao của em chỉ là một hạt cát bé so với cái xe của bác thôi, nhưng mà em đang ví dụ như vậy thì không biết là các bác cảm thấy thế nào ạ. Thì là cái con dao này em đã vô cùng là trau chuốt, từ cái lưỡi dao đến cái cán, cái vỏ, đến sao các bác treo phong thủy đẹp nhất hoặc mang đi rừng cũng vô cùng là tuyệt vời nhất. Thì con này em báo giá với các bác chỉ 645.000 các bác nhé. 645.000 một con dao mèo vỏ mun, cán mun có lá chắn đồng vàng. Nếu các bác muốn có lỗ xỏ dây ở phía đuôi dao thì các bác cứ báo, bên em vẫn có thể hỗ trợ các bác làm sao cho các bác nhận được con hàng ưng ý nhất, hài lòng nhất. Nói chung nói đến cái giá cả mà tiền em mang lại này, mọi thứ em chưa mong đợi bằng cái việc là sự hài lòng của các bác đến đâu. Bởi vì mình có mua quá là nhiều dao đâu, đúng không ạ? Cùng lắm mua 1-2 con để trưng để dùng, nhưng làm sao nó phải ưng ý và hài lòng mình. Cái mà em muốn đem lại cho các bác nó là như vậy. Còn đến với dòng số 6, nó là một hệ dao mèo cán mun, vỏ cũng mun, nhưng mà cái mun sừng này thì được cái đoạn gỗ nó màu cũng hơi sáng hơn một chút các bác nhé. Con này lưỡi dài 35cm và vẫn là có lá chắn đồng vàng và chốt bằng khâu đồng vàng. Con này bác nào mang về treo phong thủy thì vô cùng hợp lý. Theo em khẳng định là như vậy. Đẹp, sang. Còn nói về việc các bác đi rừng thì nó đảm bảo hết tất cả mọi chức năng để các bác đi rừng. Với cái lưỡi của nó là dài 35cm thì độ phát đi rừng của mình thì nó sẽ được diện tích rộng hơn. Đấy. Tuy nhiên là con dao cầm cũng không quá bị nặng, bởi vì cái cán gỗ ở đây là cán gỗ mun sừng và vỏ cũng có mũi mun sừng. Với cái độ
nặng trọng lượng của muôn sừng thì nó sẽ nhẹ hơn con gỗ cẩm chỉ một chút các bác nhé. Tất nhiên rồi, cái gỗ muôn sừng thì bên em nhập vào nó cũng tương đối là cao, nhưng mà giá cả thì em sẽ xun xi làm sao mà cho các bác vừa đẹp nhất, đúng không ạ? Con 66 thì em bán cho các bác với giá là 690.000 các bác nhé. Một con dao mèo phong thủy lưỡi dài 35, có vỏ muôn sừng và cán gỗ muôn sừng. Đối với ba con hôm nay em khuyến mãi cho các bác là hai con dao mèo và một con dao chọc tiết. Con dao mèo này thì lưỡi dài 25 cm, độ rộng bụng rơi vào 6 cm, đánh trống nhắm một mặt và cán là cán ốp các bác nhé. Cán ốp là hệ dao chắc chắn nhất, làm khó nhất trong mọi loại cán rồi các bác ạ. Khoan qua từng cái lỗ dao các bác nhé, khoan qua cái lưỡi thép và khoan đến cái qua cán dao luôn, nên là khi mà cầm vô cùng là các chắc chắn, bảo hành cho các bác từ lưỡi đến cán trong một thời gian rất là dài luôn. Con này em bình thường thì em bán với giá là không dưới 320.000, 325.000. Thì hôm nay em chỉ bán với cái giá là 265.000 các bác nhé. Còn đến cái con mèo số 2 thì là lưỡi nó hơi cong xuống một chút, cán thì cũng sử dụng cán ốp, bao cho các bác chặt gà, vịt xương, ống chân giò, đi rừng chặt cây, chặt củi, chặt cảnh được các bác nhé. Với cái dòng mà ăn dày đến 4 ly thì em bao cho các bác như vậy. Con này bình thường em bán 335, thì hôm nay em báo với các bác giá là 265.000. Đây là một hệ chọc tiết các bác nhé. Con chọc tiết này thì các bác có thể vừa chọc tiết mà vừa chặt được gà, được vịt, bởi vì cái lưỡi dao nó tương đối là dày rồi, rơi vào 3,5 ly rồi. Chặt được gà, vịt, thái được rau, củ quả, thái thịt tốt. Nói chung nó là một hệ đa năng mà còn lại còn lọc được nữa. Bình thường em bán con này không dưới 300.000. Hôm nay em báo với các bác giá là 195.000 một con chọc tiết em đang cầm các bác nhé. Các bác ưng con nào chụp ảnh gửi về bên em hoặc gọi điện thẳng trực tiếp theo hai số điện thoại trên màn hình luôn, để em giữ hàng cho các bác luôn các bác nhé. Còn mẫu nào em đã lên khuyến mại thì em không lên lần hai, bởi vì đã không còn con số 2 để mà lên rồi các bác ơi. Đấy là điều rất là tiếc, nhưng mà cũng rất là mừng thì có thể đem được những cái mẫu dao ưng ý tới tất cả các bác. Đấy, đến video hôm nay, đến đây thôi, thì em rất là cảm ơn sự đồng hành của tất cả các bác đã theo dõi video và ủng hộ em. Các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh các bác nha. Em xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn lại gặp các bác trong những video của ngày mai, ngày sau và những ngày sau nữa nha. Em xin chào các bác ạ.